Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện lạ có thật về bộ não người. Bộ não người luôn chứa đầy những bí ẩn mới lạ cần các nhà khoa học khám phá. Cùng tìm hiểu những hiện tượng lạ về bộ não người khiến giới khoa học phải sửng sốt nhé. Câu chuyện thứ nhất là những người không có não mà vẫn sống. Hiện tượng lạ này đã được đăng tải trong một bài viết đăng trên cái tạp chí y học Lancet của Pháp. Bác sĩ Lionel Fully ở bệnh viện Timon cho biết là ông đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bệnh nhân 44 tuổi có cuộc sống hoàn toàn như bao người khác, mặc dù não của người này teo nhỏ đến mức gần như không có. Người đàn ông này đã có vợ và hai con, nhập viện vì ông cảm thấy chân trái mình bị yếu. Sau khi chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từ thì các bác sĩ thấy não thất của ông nở rộng, trong khi chất xám và chất trắng lại không thấy. Thực tế bệnh nhân này đã bị tràn dịch não từ khi mới 6 tháng tuổi. Như vậy có thể trong một thời gian rất dài, người đàn ông này đã sống với cái đầu rỗng. Bác sĩ Philip nói là việc thiếu não bộ đã không hề cản trở sự phát triển của ông ta. Điều gây sự chú ý là những trường hợp kỳ lạ giống như vậy không phải là quá hiếm. Vào năm 1935, trong khi điều trị cho một sinh viên khoa toán thuộc trường đại học Sheffield hay bị ấm giặc, giáo sư Lauber phát hiện thấy người thanh niên này hoàn toàn không có não. Lẽ ra hai bán cầu não phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu khoảng từ 4 đến 5 cm, nhưng mà những hình ảnh chụp từ máy quét cho thấy sinh viên này chỉ có 1 mm mô não phủ trên đỉnh cột sống thôi. Không ai hiểu bằng cách nào mà người thanh niên này vẫn sống bình thường và học rất giỏi, thậm chí đạt học vị danh dự ngành toán học với chỉ số IQ tới 126. Để kiểm chứng sự thật này thì khi người sinh viên đó qua đời vào năm 1970, các bác sĩ đã quyết định là cho mổ tử thi. Hình ảnh tại hiện trường khiến tất cả các nhà khoa học đều ngạc nhiên bởi chàng trai này hoàn toàn không có não. Giáo sư Lopin cho biết ông đã gặp không ít trường hợp người không có bán cầu não mà vẫn rất thông minh và giỏi giang. Ở một số người tuy là não bộ gần như không có những chỉ số IQ của họ, nhưng mà chỉ số IQ của họ vẫn đạt tới 120. Câu chuyện thứ hai tôi kể cho các bạn nghe mang tên là người mất đầu nhưng mà vẫn sống, vẫn đi được, vẫn chạy được. Theo tài liệu lưu trữ y học vào năm 1936 thì vua La Quyết của xứ Bavaria ra lệnh xử tử Dietrich von Schomberg cùng 4 đồng phạm vì âm mưu nổi loạn. Theo phong cách hiệp sĩ thì vua Dietrich nói ra một điều ước cuối cùng. Và trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, Dietrich yêu cầu là toàn bộ tử tù xếp thành hàng, mỗi người cách nhau 8 bước và xin được chết đầu tiên. Dietrich khẳng định là dù không có đầu ông vẫn có thể chạy qua mặt những người tử tù kia, và nếu làm được như thế thì nhà vua hãy tha mạng cho những người còn lại. Nhà vua nghe xong liền đồng ý. Thế là Dietrich quỳ xuống và đưa đầu vào mái chém. Đúng như lời nói, sau khi đầu rơi, Dietrich vẫn đứng dậy và chạy trước sự sững sờ của mọi người. Dietrich chỉ gục ngã khi chạy qua người cuối cùng trong hàng. Thế là nhà vua buộc phải thực hiện lời hứa tha chết cho những người còn lại. Hai câu chuyện này cho ta được bài học gì? Bài học mà chúng ta học được ở đây đó là nó lật đổ tất cả những nhận định, những định kiến của chúng ta về giá trị của bộ não. Chúng ta cứ ngỡ rằng não quyết định được tất cả mọi thứ. Não chứa được chất xám, sự thông minh của con người. Không có não chúng ta sẽ không thể hoạt động được, không thể sống được. Nhưng qua hai câu chuyện vừa kể trên, hai câu chuyện có thật và được ghi vào trong lịch sử y khoa, thì chúng ta hầu như không thể giải thích được, không thể giải thích được tại sao mà ngay cả khi không có não, con người vẫn có thể sống, vẫn có thể hoạt động được và thậm chí rất thông minh. Vậy thì chúng ta suy nghĩ bằng cái gì? Chúng ta tư duy bằng cái gì nếu không có bộ não? Làm sao mà thông minh cho được? Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một nhà khoa học nào có thể giải thích được hiện tượng đó. Vậy cho nên định kiến mà chúng ta đang có hiện nay rằng bộ não sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của con người vẫn còn có một ngoại lệ mà chưa ai có thể giải thích được.
câu giải thích có thể sẽ dành cho tương lai. Nhưng nó giúp chúng ta nhận ra được một điều này. Có cái gì đấy, có một điều gì đó nằm ngoài những định kiến khoa học, nằm ngoài những phát hiện của khoa học. Vậy cho nên bạn đừng đóng khung tư duy của mình trong khuôn khổ của những định đề khoa học, của những phát hiện khoa học. Thế giới này còn rất nhiều những điều bí ẩn, và chúng ta vẫn còn tiếp tục trên con đường khám phá những điều bí ẩn ấy. Vậy thì đừng bao giờ sống với những định kiến, đừng bao giờ để những cái khung tư duy cản trở tầm nhìn và khả năng nhận định, nhận thức của chúng ta.